Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái hiệu ứng lật ảnh ở trong phần mềm Filmora 11 các bạn nhé. Thứ hai, cái hiệu ứng lật ảnh này thì mình có thể áp dụng cho ảnh, video thì đều như nhau thôi. Có rất là nhiều kiểu lật khác nhau. Mấy cái kiểu mà các bạn đang xem ấy thì chỉ là một số ví dụ ở trong phần mềm Filmora thôi. Bạn có thể lật ra rất là nhiều kiểu. Nhân tiện đây là mình dùng các cái ảnh chụp dọc ấy, gọi là ảnh portrait ấy. Thế còn bạn lật ảnh ngang, ảnh nghiêng thì cũng được, không vấn đề gì. Ok, bây giờ sẽ đi vào màn hình, mình sẽ chỉ cho các bạn từng kiểu này nhé. Ok, đây là màn hình của mình nhé. Đây là cái dự án mình tạo mẫu ấy, với Filmora 11 ấy. Trước tiên mình sẽ xóa tất cả các thứ này đi nhé. Đầu tiên là bạn phải đưa ảnh vào, mấy cái ảnh mình chụp, cái này là máy Canon nhé, hôm nọ vừa đi Ninh Bình. Ví dụ mình có mấy cái ảnh này, thì ảnh portrait này, mình kéo vài cái thôi. Kéo vài cái cho các bạn làm ví dụ nhé. Đầu tiên các bạn sẽ kéo và thả xuống timeline. Ok. Đó. Sau khi bạn ở trên timeline rồi thì các bạn có thể play. Ví dụ đây là tất cả các ảnh dọc này, nó không có hiệu ứng gì cả. Bây giờ bạn muốn lật thì có mấy cái chuyển cảnh mà các bạn có cần sử dụng ấy. Trước tiên là cái kiểu mà ví dụ lật bình thường ấy. Lật bình thường gọi là kiểu turn ấy. Tức là kiểu lật từ trên xuống dưới này. Thì các bạn sẽ đi đến phần transition nhé. Trong phần transition bạn chọn tiếp phần slideshow. Ở cái slideshow này nó có một cái lật gọi là cái này, turn này. Đó, turn, T-U-R-N. Đấy thì cái này ấy, bạn có thể kéo bạn thả xuống ở giữa cái ảnh thì nó sẽ ra kiểu lật như thế này. Đây mình play lại cho các bạn xem này. Đây là lật bình thường. Đó, một kiểu lật rất là đẹp đúng không? Còn cái kiểu thứ hai mà cái kiểu giống như cái nãy các bạn xem ấy thì các bạn sẽ đi tiếp vào cái chỗ này nhá. Ở dưới này gọi là 3D nhá, gọi là 3D. Ở 3D sau khi vào 3D thì các bạn nhớ là chọn cái này nhá. Chọn thêm cái tùy chọn này là free nhá. Còn nếu không thì nó sẽ hiện ra cho bạn mấy cái mà bạn phải trả tiền thì bạn mới dùng được ấy. Sau bạn kéo xuống dưới. Ở đây có mấy cái này. 3D box view 3 2 1 phone 2 phone 1. Ví dụ cái này 3D box view 3 này cũng được. Đó, là rất là đẹp. Đây mình kéo xuống mình thả xuống thôi. Kéo mình thả ở giữa hai cái ảnh là được. Đó, một kiểu. Còn này kiểu này một này, kiểu một này. Đấy. Đó, rất là đẹp. Đúng không? Đấy là mấy kiểu. Thế là mấy kiểu lật ảnh. Thế còn nếu như mà có một cái mẹo là nếu như mà bạn muốn thêm một cái kiểu lật cho tất cả những cái ảnh này ở trên timeline ấy thì các bạn có thể chọn nhé, chọn tất cả cái ảnh này để cho những bạn nào lười ấy, bạn không muốn kéo thả bằng tay ấy. Sau đó bạn kích chuột phải vào cái chuyển cảnh lật mà bạn muốn áp dụng ấy. Sau bạn nhấn vào nút này apply hoặc là bạn nhấn phím tắt là Alt cộng A nhé, apply thì nó sẽ thêm cái chuyển cảnh này vào tất cả các cái mối cắt ở trên cái video mà các bạn đã chọn. Bao gồm cả cái đầu và cái cuối luôn. Cái đầu nếu như bạn không thích thì bạn có thể xóa đi. Tuy nhiên là bạn có thể play nó sẽ như này. Lật lật này là dùng một kiểu chuyển cảnh thôi. Đó, đơn giản đấy thôi. Đấy là làm nào để thêm cái hiệu ứng lật ảnh hoặc là lật video vào trong phần mềm ở trong phần mềm Filmora 11. Đây là một cái câu hỏi của một bạn ở trên kênh của mình ấy. Thì hy vọng là cái video này sẽ trả lời câu hỏi của bạn và giúp cho bạn edit video tốt hơn với Filmora. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm cái hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye.